Hôm nay chúng ta chắc là chính thức được nghỉ rồi. Cả cấp 1, cả cấp 2 các con đều được nghỉ để ăn Tết. Sáng hôm nay thầy Vọng Tây nói là năm nay gói hơn 2.000 cái bánh chưng để tặng cho người nghèo. Và thầy nói là năm nay thì xong rồi. Phấn đấu sang năm chúng ta đặt mục tiêu là 1 triệu cái bánh chưng. À, vậy thì lớp chúng ta có ai phát thâm không? Chúng ta cứ phát tâm rồi cộng lại xem là được bao nhiêu cái để báo cáo với thầy nha. Năm nay là thầy được 4 nồi. Không biết, chắc là được hơn 100 cái thôi. Năm sau cố gắng, cố gắng nhiều hơn. Chúng ta một người làm 1 triệu cái thì khó, nhưng mà 100 người, 1.000 người thì nó không khó nữa. Giống như chúng ta muốn ăn buffet, sáng nay thầy nói cái này thầy cũng nghĩ ra rồi nhưng mà năm nay vẫn chưa thực hiện được. Mỗi nhà chỉ cần mang đến tập trung là 2 món thôi là 10 nhà là đã có 20 món rồi. Đúng không nào? Rất nhẹ nhàng. 10 nhà là 20 món, 20 nhà là 40 món, đúng không? 50 nhà là 100 món. Ồ, vậy thì chúng ta sẽ có một cái bữa tiệc linh đình mà không có nơi nào có cả. Năm sau là thầy sẽ tổ chức ở đây đấy. À, mọi người sẽ ăn như vậy. Các con nếu mà tập trung lại 4-5 nhà thì chúng ta có thể làm được việc này. Mỗi một người phát tâm 10 cái bánh chưng thì lớp chúng ta mà 50 người thì là 50 là bao nhiêu rồi? 500 cái rồi. Có dễ không? Dễ như giỡn hả? Đơn giản thôi mà, có khó gì cả. Vậy thì có biết bao nhiêu người, người nghèo, người khó, người ta cũng được ăn bánh chưng ngày Tết. Người ta cũng rất vui. Hôm nay chúng ta nhiều thời gian rồi, đúng không? Bạn nào mà có việc quá bận thì các con cũng có thể hết giờ thì các con có thể xuống trước cũng không sao cả. Hôm qua chúng ta học tới câu là với người lớn chớ khoe tài. Hôm nay học tiếp câu tiếp theo. Gặp trên đường nhanh đến chào, người không nói kính lui đứng. Đây là ngộ lộ trường. Âm Hán Việt là ngộ lộ trường. Ngộ là gặp, lộ là đường, trường là người lớn. Gặp người lớn ở trên đường thì nhanh đến chào. Vậy thì không chỉ là gặp người lớn ở trên đường, gặp ở trên phà, trên xuồng, trên tàu, trên xe chúng ta cũng có thể chào được. Nếu mà có thể chào thì chúng ta có thể đến chào. Có thể chào mà chúng ta lại không đến chào, vậy thì là thất lễ, vậy thì là bất kính, đúng không? Gặp trên đường nhanh đến chào. Đường ở đây ngày xưa là toàn đi bộ thôi con, không có xe là siêu xe hay là xe khôn khối lớn như bây giờ. Bây giờ mà chúng ta gặp trên đường mà lại nhanh đến chào thì nguy hiểm quá. Cho nên ở đây chúng ta học, chúng ta phải hiểu rõ được cái bản chất của cái câu nói này, lời dạy này là cái gì. Đó là chúng ta khi gặp người lớn, gặp trưởng bối ở bất cứ nơi nào, chỗ nào có thể chào là chúng ta nhanh đến chào. Nhanh chứ không phải là chậm. Tại sao lại nhanh? Thật ra lúc này chúng ta không phải cố nhanh đâu các con, không phải cố nhanh đến, không phải cố để chạy nhanh đến. Bởi vì cái câu này là dạy chúng ta nhanh mà chúng ta chậm là không được. Vậy thì chúng ta khởi ý niệm này có nghĩa là chúng ta vẫn đang còn chưa thành cái thói quen, chưa thành một cái thói quen tốt. Khi mà chúng ta thành thói quen rồi á, thì chúng ta không cần phải khởi ý niệm, không cần phải dùng cái ý niệm để dẫn khởi là thấy người lớn kia rồi là mình phải nhanh đến. Không phải. Đó là chưa thành thói quen. Bây giờ là chúng ta đang tập như thế. Nhưng sau này chúng ta quen rồi thì chúng ta thấy người lớn là chúng ta ngay lập tức đến khoanh tay cúi chào cách rất bình thường.
đó chính là tập tánh thành tự nhiên. Nó đã thành tự nhiên rồi. Cho nên là gặp người lớn nhanh đến chào, đây là một cái tâm cung kính của chúng ta, nó đã nội hóa vào bên trong. Chúng ta nhanh đến chào, không phải là chậm, không phải là để bố mẹ phải sai bảo, sai con ơi bác kìa, con đến chào đi, nhanh lên con. Vậy thì nó mất hết cái gọi là cái, không đã làm gì đã được cái tâm cung kính nữa. Chúng ta nhìn thấy người lớn rồi, chúng ta phải đến chào ngay, phải để người nhắc, phải để người bảo, rồi giờ cuối cùng là phải để bố mẹ phải mắng. Sao mà không chào, thấy người lớn mà không chào, cứ dương mắt ếch lên. Thế thì còn kém quá xa cái tiêu chuẩn này, có đúng không con? Cho nên chúng ta thấy người lớn là chúng ta nhanh đến chào. Thế bây giờ chúng ta thấy người lớn thì bố mẹ bảo con đến chào bác đi, liệng bên trái, liệng bên phải, liệng bên đông, liệng bên tây, là mãi mới đến. Thế là người ta bảo là thôi, không phải chào nữa, tôi đang vội lắm. Không phải chào nữa đâu, tôi vội lắm. Để gặp người lớn mà chậm chạp quá, đến thì phải nhanh, lui phải chậm. À còn nha, đến chào phải nhanh. Đây là người ta sẽ cảm nhận được là mình khi thấy người lớn là ồ cái đứa bé này nó nhanh nhẹn, nó gặp mình cái là đến chào ngay. Xong là nó rất lễ phép, nó chào xong rồi nó lại còn lùi hai bước thì nó mới đi. Đấy. Vậy thì cái có con xem cái động tác này của cái bạn nhỏ mà thầy nói giống như thế thì có ngoan không? Chứ đằng này lượn bên trái, lượn bên phải mãi mới đến. Cháu chào bác. À, chào xong người ta buồn ngủ luôn. Xong là chào xong một cái là quay đầu ngoắt một cái là đi luôn, mất dấu vết luôn. Vậy thì chào như vậy thà đừng chào còn hơn. Có người ta bảo thôi đừng có chào tao còn đỡ tức. À, chào như thế thì khác gì nó mắng mình, tức là thành bất kính rồi đấy con ạ. Đúng không nào? Thành bất kính rồi. Gặp trên đường nhanh đến chào, người không nói kính lui đứng. Khi mà chúng ta chào người lớn mà người lớn chưa đang không để ý, thầy nói ví dụ đang không để ý, không biết là mình chào, mình đứng đó đã, mình đứng đó đã, để khi người lớn nhìn mình, tức là người lớn biết là mình đang đứng đó để chuẩn bị chào, thì chúng ta lại chào lại. Chứ không phải là chào xong rồi cái là chào cho nó xong chuyện. Thế là người lớn đi, người chúng ta chào xong cái là chúng ta đi luôn. Thế lần khác gặp bảo lần trước cháu gặp bác cháu chào đấy. Ờ thế à, chào bác à, chào lúc nào, sao bác đâu có biết. Bảo lúc đấy cháu chào cho nó qua chuyện thôi, bây giờ cháu được học rồi cháu mới biết, hôm nay cháu xin lỗi bác. Thế thì lúc này là chúng ta đã ngộ ra rồi, đã hiểu rồi. Khi các con chào người lớn mà người lớn đang bận việc gì đó thì chúng ta phải khoan một chút, không vội vàng gì cả, đứng đó. Cháu chào bác à, bác có khỏe không à, đúng không nào, mới hỏi thế. À thế thì bác nhìn thấy chúng ta chào rồi thì bác sẽ nói là bác chào cháu, bác khỏe, cảm ơn cháu, cháu ngoan lắm. Thế thì chúng ta mới đi, đúng không? Cháu chào bác à, cháu đi đây ạ. À. Thế là lùi xuống hai bước và chúng ta sẽ đi. Nếu như người chưa nói thì chúng ta tạm thời đứng đó đã. Thì các con xem cái thái độ này, cái tác phong này của một bạn nhỏ ngoan như thế thì quả thật là rất tốt. Khi mà thầy đọc cái câu này, thầy nghĩ đúng là các bậc thánh hiền dạy chúng ta cẩn thận tỉ mỉ từng chút một, từng cái động tác nhỏ. Để làm gì vậy? Để chỉnh sửa lại cái tâm và thô tháo của chúng ta. Chúng ta nếu như không được chỉnh sửa như thế này thì rất thô tháo, không để ý gì cả đâu. Nó giống như cái cây cảnh mà không có tỉa tót gì cả, nó mọc lum xum chả có hình có dáng gì cả. Chúng ta chỉ cần chỉnh sửa lại một chút nội tâm của chúng ta, chỉnh sửa lại một chút hành vi lời nói của chúng ta thì cái giá trị của chúng ta nó nâng lên.
Nó cũng giống cái cây cảnh, nếu mà để mà không có ai chăm sóc, để nó mọc lung tung thì giá trị của nó không cao. Nhưng chỉ chịu cắt tỉa một chút, chỉnh sửa một chút thì tự nhiên giá trị nó cao lên. Chúng ta cũng thế. Mỗi ngày các con phải để ý từ cái việc chào hỏi của mình đối với người lớn, ngay từ trong nhà đối với cha mẹ, rồi đối với hàng xóm láng giềng, chúng ta phải hết sức lưu ý cái chỗ này. Gặp trên đường nhanh đến chào, người không nói kính lui đứng. Nội dung này hôm nay thầy Phúc Hoàng dừng lại ở chỗ này để chúc các con có một ngày thực hành phép tắc người con thật tốt nha.